Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 3 khai mạc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp. Tổ báo cáo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiểu ban văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên họp thống nhất một số nội dung quan trọng. Bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại trên 3.637 tỷ đồng. Nông dân nỗ lực khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất. Tình trạng lấn chiếm công trình thủy lợi ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 3 tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp gắn với động viên quân nhân dự bị tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 126 bắn đạn thật cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự diễn tập có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 3, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, chương trình diễn tập diễn ra trong thời gian hơn 3 ngày với 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và nội dung thực binh. Các bài tập sẽ tập trung vào thực hành những nội dung cơ bản như nguyên tắc lý luận, vận dụng linh hoạt sáng tạo, phát huy tính độc lập và khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy, cơ quan trong tác chiến phòng thủ, tỉnh, huyện. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy và cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh. Qua đó điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến, hoàn chỉnh quy hoạch thế trận trong khu vực phòng thủ sát với thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng tham gia diễn tập còn có thị xã Mỹ Hào và các huyện Yên Mỹ, Văn Giang, Ân Thi và Trung đoàn 126. Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp đến kiểm tra sở chỉ huy diễn tập tại trường bắn của tỉnh. Chiều nay, Tổ báo cáo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiểu ban văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên họp để thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ phó thường trực chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Tổ báo cáo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến để thống nhất phương thức triển khai viết phần nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong báo cáo chính trị Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận yêu cầu các thành viên bám sát nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành phần nội dung của mình trước ngày 1 tháng 10. Nội dung báo cáo ngắn gọn, xúc tích nhưng phải đầy đủ các nội dung theo dự thảo đề cương, phải xây dựng hệ thống bảng biểu, số liệu phản ánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đề ra, đồng thời đề xuất các chương trình đề án nhiệm vụ cho Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Bộ phận giúp việc tổng hợp hoàn thiện dự thảo báo cáo trước ngày 4 tháng 10, tổ báo cáo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị họp lần thứ 2 trước ngày 8 tháng 10, tiếp tục thảo luận, hoàn thiện để gửi về tổ biên tập trước ngày 10 tháng 10. Thành phố Hưng Yên vừa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Đoàn Thị Thoảng ở thôn Phù Sa, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Đoàn Thị Thoảng. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trao bằng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Đoàn Thị Thoảng. Mẹ Thoảng có một người con trai là Đặng Văn Ương, là liệt sĩ, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp, hy sinh to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra trên toàn địa bàn tỉnh không gây thiệt hại về người nhưng làm 6 người bị thương, ước thiệt hại khoảng trên 3.637 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nông nghiệp trên 3.336 tỷ đồng với tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do bão số 3 và lũ gây ra hơn 24.400 ha. Trong đó, diện tích lúa trên 10.500 ha, rau màu trên 2.500 ha, cây ăn quả trên 8.600 ha, hoa cây cảnh dược liệu 820 ha. Thiệt hại về chăn nuôi, thủy sản gần 450 tỷ đồng.
Bão lũ cũng làm hư hỏng trụ sở, nhà kho, sạt trượt mái đê, mái kè, sạt lở bờ sông, mất hàng chục hecta đất canh tác của nhân dân, ước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Các sự cố về công trình thủy lợi thiệt hại gần 90 tỷ đồng. Tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2024, Ban vận động quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 36 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai chuyển kinh phí đợt 1 cho các huyện để hỗ trợ khắc phục, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa nhà ở do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Những ngày qua, nhiều hộ dân trong tỉnh phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3. Dù trong hoàn cảnh thiên tai, nối tiếp thiên tai, nhưng những hành động nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ của các tổ chức cá nhân lại lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Khi cơn bão số 3 đi qua gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, Hội Cựu chiến binh huyện Khói Châu đã huy động lực lượng hội viên cựu chiến binh của xã Đông Tảo sang hỗ trợ vận chuyển gia súc, gia cầm, cây cảnh cho hội viên cựu chiến binh và người dân xã Bình Minh đến nơi an toàn. Không quản ngại gian khó, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với các lực lượng đã xúc cát, ngăn nước sông Điện Biên tràn vào đồng, tham gia trực đê làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão. Với phương châm không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau, Hội Cựu chiến binh huyện đã chung tay hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Nhà không may cơn bão nó bị rột nát, nó tốc mái xuống, thì các đồng chí từ cơ sở thôn, cơ sở xã đến huyện đã đến giúp đỡ gia đình để tu sửa lại. Hội Cựu chiến binh đã vận động hội doanh nhân, cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Thị Tâm khắc phục cái hậu quả sau cái cơn bão số 3 này. Chúng tôi vẫn tiến hành triển khai cho toàn bộ cán bộ hội viên kết hợp với các ngành đoàn thể của các xã thị trấn tổ chức tổng vệ sinh, giải quyết cái vấn đề môi trường ở các xã thị trấn trong toàn huyện. Với suy nghĩ khi nước lũ dâng lên, người dân các xã ngoài đê sẽ phải di tản. Cái cần nhất của bà con lúc đấy là đồ ăn, thức uống. Anh Lều Văn Hành, đoàn viên xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ. Hình ảnh đoàn viên thanh niên hồ hởi chuẩn bị từng suất cơm, hình ảnh các đồng chí cán bộ, đoàn viên bỉ bõm trong nước để mang các suất ăn đến tận tay người dân vùng lũ, thể hiện tình cảm ấm áp, sự chia sẻ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Khi mà tôi mà thấy nước lũ bắt đầu dâng ở vùng ven đê, mình cùng với bếp làm cơm cho bà con có bữa cơm lúc mất điện, lúc bão lũ. Thường trực đoàn xã cũng phối kết hợp với cả các ban ngành đoàn thể của các vùng ngoài đê vận chuyển thu gom những hoa màu cũng như là các tài sản như là lợn, gà, giúp người dân, sau đó lại hỗ trợ được bà con cơm chiều ngày 10 tháng 9 vận chuyển các vật dụng nhu thiết yếu đến các địa điểm như là xã Hoàng Hanh, xã Tân Hưng, xã Phú Cường và xã Hùng Cường. Trong hoàn cảnh bão lũ hoành hành, những câu chuyện, những hình ảnh tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chứa đựng giá trị to lớn về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Những nghĩa cử cao đẹp đó minh chứng cho sự đoàn kết cộng đồng, truyền thống tương thân tương ái, không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn bão lũ. Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang cùng sự hỗ trợ của các cấp, sự đồng lòng của nhân dân cũng như có cách làm theo đúng kỹ thuật để chống lũ dâng cao, không để ngập úng ngoài bối. Vì vậy, hàng chục hecta quất cảnh được bảo vệ. Nếu như ở nhiều địa phương, sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua, nhiều diện tích hoa cây cảnh ngoài đê, ngoài bối bị thiệt hại, thì hàng chục hecta quất cảnh ngoài bối tại các thôn Tầm Tang, Sâm Trong, Sâm Hồng của xã Thắng Lợi không bị thiệt hại. Giữ được diện tích quất cảnh ngoài bối này, giá quất cảnh sẽ tăng cao, bởi ở các vùng quất cảnh ngoài bối của nhiều địa phương đều đã bị thiệt hại. Rất là may là không bị ngập lụt. Như nhà tôi là có 4 sào. Nếu như mà không phòng chống được lũ quất cảnh cho tôi là trong 4 sào đó thì thiệt hại tầm độ khoảng 700-800 triệu. Đến bây giờ các cái thương lái của các nơi đã đổ về để nhận mua các vườn. Giá cả thì so với của năm trước thì có một phần nhích hơn, chênh nhau từ 1 đến 200 nghìn một cây. Xã Thắng Lợi có diện tích quất cảnh ngoài bối gần 170 mẫu. Trong đợt lũ vừa qua, khi nước sông Hồng lên cao, từng thời điểm báo động lũ, xã đã có các biện pháp để ngăn nước sông tràn vào khu vực ngoài bối. Đặc biệt, khi nước sông lên báo động 3 trên dọc tuyến đê bối dài 6 km và 4 km bờ bao bờ vùng. Ngoài sự hỗ trợ các lực lượng của huyện, các xã lân cận và sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân trong việc huy động vật tư, nhân lực để bè bờ chống tràn,
xã Thắng Lợi đã triển khai thực hiện các biện pháp ngăn vỡ đê bối và các bờ vùng bờ thửa ở các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho cây trồng. Trong đó là các biện pháp kỹ thuật để ngăn nước tràn, chống thấm, ngăn chống sóng. Chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân đi mua tất cả các tre, bạt, thế và đồng thời chúng tôi cắm tre ở vòng ngoài, thế và đồng thời giải bạt ở vòng trong. Ở giữa là chúng tôi cho nhân dân tất cả huy động cát, đất lúc bây giờ của bà con là chúng tôi múc vào, đóng vào bao để chèn vào tất cả cái khe đó. Khi giải bạt là sẽ tránh được sóng để nó không nở ra nữa. Vì đất của chúng tôi là đất phù sa cho nên là nó rất là yếu. Thế khi đó là chúng tôi phải xác định là phải có bạt, có tre ở ngoài và đồng thời là bao cát phủ tiếp nữa thì đâm ra sóng mới không đánh vào được. Cái bạt này là nó sẽ không xoáy được vào một cái điểm nào của cái bờ bao đó thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, nó vừa có cái hiệu quả về chắn sóng, vừa là chống thấm. Cùng với đó, ngoài trạm bơm dã chiến, nhân dân địa phương còn huy động hàng chục máy bơm nhỏ để tiêu nước mưa. Chính vì vậy, khi mực nước sông Hồng lên trên báo động 3, tất cả các diện tích quất cảnh ngoài bối trị giá hàng chục tỷ đồng được bảo vệ. Vì vậy, sau khi nước rút, diện tích quất cảnh nơi đây vẫn an toàn. Hiện thương lái khắp nơi đã về đây để đặt cọc mua quất. Dự báo năm nay, Thắng Lợi sẽ được giá quất. Kết quả này được xuất phát từ cách làm quyết liệt đúng quy trình chống lũ của chính quyền và nhân dân nơi đây. Thôn đảo Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động là khu vực đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bị cô lập trong nước lũ vào ngày 10 tháng 9 trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Trong thiên tai, người dân Vân Nghệ thích ứng nhanh chóng, không để xảy ra thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản. Sau mưa lũ, người dân nơi đây lại khẩn trương khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất. Những cây húng quế này của gia đình chị đợi, đúng mùa vụ sẽ cho thu hoạch thêm 2 đợt nữa. Xong nước lũ đến, cây chết, mang theo sinh kế và thu nhập của gia đình từ nay đến hết năm quay về con số 0. Thế nhưng, thay vì bỏ ruộng đợi vụ năm sau, những diện tích này được gia đình thu dọn sạch sẽ, cây khô gom thành từng đống để xử lý và sẵn sàng làm đất kịp trồng lứa ngô mới trong những ngày tới. Nhà mình thì có 12 mẫu húng, 2 mẫu chuối đang chuẩn bị thu hoạch thì là bị ngập đi. Nhà mình đang dọn ruộng, lũ về rồi thì bà con cũng phải cố gắng khắc phục với tăng gia sản xuất để phục vụ cho những tháng cuối năm. Thôn Vân Nghệ có diện tích canh tác chuối lớn của xã Mai Động với hơn 100 hectare. Sau mưa lũ, các diện tích này hầu hết đã hỏng hoàn toàn. Để đồng hành cùng bà con nông dân khôi phục sản xuất, ngành nông nghiệp huyện đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn bà con về cách cải tạo đất trồng để làm sạch vi khuẩn, mầm bệnh sau mưa lũ, hỗ trợ cây, con giống mới. Cụ thể, huyện cấp phát và phân bổ về xã gần 1 tấn giống ngô nếp HN88 cho bà con, cùng các loại phân bón, men vi sinh cho cây trồng. Khắc phục chúng tôi sẽ dùng cây chuối, nhưng mà bao gồm cây chuối tháng 8 hoặc là tháng 2 chúng tôi bắt đầu mới dùng được. Nhưng tạm thời trước mắt chúng tôi đã dùng được cây ngắn ngày. Thế là ở trên đã cho chúng tôi là đăng ký cái ngô nếp giống ngắn ngày. Và nhất là ở cái lớp học thì các chị lại tiếp tục phát cái nấm vi sinh để chúng tôi cải tạo đất. Và đăng ký, có nhà đăng ký những 15 cân ngô giống, có nhà thì đăng ký 5 cân, 3 cân để khắc phục sau lũ lụt. Theo giả soát, thôn Vân Nghệ bị thiệt hại khoảng 200 hectare canh tác các loại cây rau màu, chuối, húng quế, khoảng 3.000 con gia cầm và một số gia súc phải di rời trong đợt mưa lũ vừa qua. Sau hơn một tuần nước rút, công tác khắc phục hậu quả đến nay đã được bà con trong thôn thực hiện nhanh chóng, ổn định cuộc sống. Nhân dân thôn Vân Nghệ thì có đặc thù riêng, bà con ấy là đều thích ứng là với lũ và khi nước lên đầu thì đều là khắc phục lên đó, cho nên là cái giảm cái thiểu hại về thiên tai là gần như là không có, mà đặc biệt là về con người. Tình hình chung là đã ổn định về là các cái mặt về là sinh hoạt cũng như là về phát triển kinh tế để ổn định cho cái vụ sau. Thích ứng với thời tiết, khí hậu đặc trưng của vùng đất bãi không những giúp cho người dân Vân Nghệ có sự chủ động trong ứng phó với mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại mà còn nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống với những cây, con giống mới phù hợp với đất và người nơi đây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiều cá nhân doanh nghiệp tích cực ủng hộ quỹ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam để khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cảm ơn công ty đã chia sẻ, động viên với những thiệt hại mà nhân dân các địa phương của tỉnh Hưng Yên gặp phải. Trước đó, công ty cũng tham gia ủng hộ quỹ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam có vốn đầu tư từ Nhật Bản, là dự án nước ngoài vào đầu tư sớm tại tỉnh Hưng Yên với nhà máy sản xuất tại huyện Văn Lâm.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, sông Ba Xã ở thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoai Châu xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm dòng chảy, gây khó khăn cho công tác tiêu thoát nước. Đây là khu vực cống ngã tư đội 6, thôn An Lạc. Trước đây, lòng sông rộng hàng chục mét, nhưng đến nay nó đã bị thu hẹp. Nguyên nhân là do một số hộ ven sông đã đổ gạch đá lấn chiếm lòng sông để xây dựng các công trình và xả rác thải bừa bãi xuống lòng kênh, gây ô nhiễm môi trường, cản trở dòng chảy. Vì vậy, khi có mưa lớn, việc tiêu nước gặp rất nhiều khó khăn. Theo người dân ở đây, rất nhiều lần khi có mưa, nước từ sông không tiêu thoát được, chảy ngược vào nhà dân, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và sản xuất. Mưa to thì nước ở đây này sẽ là bị ngập. Ngập thậm chí nhà em vừa rồi ngập lợn, còn ngập hết cả chủng lợn, chết hết cả con lợn, không thoát đi được. Ở đây thì có bên này có hai hộ này, và bên này có một hộ, bên sông đầu bên này có một hộ nữa. Thế người ta lấp. Đấy, ví dụ là đầu tiên chỉ có khi là lửa cái nhà cái thôi, nhưng mà dần dần là bây giờ đến 3 suất, 4 suất đất. Thì con sông này nó to lắm mà không có hiện tượng ngập úng đâu. Nhưng bây giờ thì em không biết, đi một thời gian về là thấy trên kia bây giờ thành đất tư nhân hết rồi. Và xong là hôm vừa rồi mưa gió nó ngập úng hết trong cống, trong làng, nhiều chỗ nó không thoát được nước. Không có trách nhiệm ở đây thì thực sự sau này nó sẽ ngập úng, và người ta xây toàn công trình kiên cố rất là khó giải quyết. Mà chỗ này là chỗ thoát nước của nước thải sinh hoạt của cả làng. Người dân cho biết vị trí cống này là vị trí quan trọng nhất, là rốn nước. Nước tập trung từ ruộng và các khu dân cư đều đổ dồn về cống thoát này. Cách cống ngã tư không xa, một hộ dân đã đổ gạch đá lấn chiếm gần hết lòng sông, làm lán với hàng chục mét vuông. Sông Ba Xã là sông tiêu thoát nước của ba xã Đồng Tiến, Hồng Tiến và Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Trong đó, riêng xã Đồng Tiến tiêu thoát nước cho khoảng trên 100 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp, chưa kể dân sinh. Việc để người dân lấn chiếm hành lang sông không chỉ ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, gây ô nhiễm môi trường, mà còn gây bức xúc trong nhân dân, coi thường pháp luật. Tình trạng lấn chiếm lòng sông đã xảy ra nhiều năm nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn. Có lấn chiếm một ít dòng chảy, nhưng tất cả các công trình giao thông thủy lợi mà có vi phạm là chúng tôi phải thống kê tất để báo cáo huyện, đồng thời là xây dựng kế hoạch để giải tỏa, rồi là không giải tỏa được thì chúng tôi cưỡng chế. Chắc chắn là phải giải tỏa ít nhất là phải trên 50% các hộ vi phạm. Thì tới đây chúng tôi còn có cả kế hoạch là xây dựng là kè đá hai bên để cho các hộ gia đình không lấn chiếm được nữa. Để đảm bảo việc tiêu thoát nước trên sông này, chính quyền xã Đồng Tiến cần có các biện pháp kiên quyết, triệt để, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, tổ chức ký cam kết các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ tài sản theo đúng quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cần phải tiến hành cưỡng chế giải tỏa để đảm bảo quản lý đất đai đi vào nền nếp. Để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp, tạo động lực để phát triển kinh tế là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được chính quyền xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ tập trung trong những năm gần đây. Từ năm 2008 đến nay, xã Trung Hòa tiếp nhận 8 dự án phát triển công nghiệp với tổng diện tích đất thu hồi trên 300 ha của trên 3.000 hộ dân. Trong đó có 2 dự án trọng điểm của tỉnh là dự án khu công nghiệp Yên Mỹ Vigracera, dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Dù bàn giao với diện tích lớn, nhiều nguồn gốc khác nhau, song nhờ sự tích cực vào cuộc vận động, tuyên truyền, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, nên công tác giải phóng mặt bằng đã tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, 100% các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư triển khai dự án. Nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.